mỗi ngày. Bún Thái đón năm mới với vị ngon tê tái. Hân hoan chào đón các bạn đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Rồi, thưa các bạn, đầu tiên thì chúng ta sẽ sơ chế các loại rau củ. Chúng ta cắt ra muối cao, lần 6. Dạ. Còn 2 trái thôi. Rồi, đây là nấm đông cô cơ, chúng ta cắt đôi ha. Mình dùng những loại nấm khác cũng được mà, đúng nấm không? Nấm rơm cũng được, hoặc nấm đùi gà cũng được. Hành tím thì chúng ta cắt cái làm tư. Món Thái thì dùng rất nhiều gia vị. Rồi, rau muống. Hy vọng là năm mới chúng ta ăn rau muống thì muốn gì được nấy. Hay quá. Cắt khúc dạ. 5cm như vậy. Con ngò rí đừng cắt quá nhỏ nha. Cắt nó ngắn. Rồi, để ra đây luôn. Thì cái riềm thì cắt sợi nó hơi khó cắt chứ, chúng ta cắt sợi nhuyễn nha. Khoảng từng độ 1 muỗng canh. Con gân chúng ta cũng cắt giống như vậy luôn. Dạ. Đặc biệt thịt bò này chúng ta nên ướp chung với lại chút xíu gừng các bạn. Bỏ còn thêm gia vị gì các bạn. Đây. Đố em nước gì mà nó đun đục? Nước xương mà... han. Không phải nước xương đâu. Đó là nước luộc nghêu. Chúng ta dùng chính ngay cái nước luộc nghêu để luộc hải sản. Như vậy thì món bún chúng ta có cái vị ngọt tự nhiên. Nước luộc nghêu đã sôi, chúng ta cho hải sản vào luộc. Chúng ta luộc vừa chín tới thôi, rất là nhanh. Chúng ta bớt ra. Bớt ra. Dạ. Đó, ra để đây. Bây giờ anh sẽ nhấc cái nước dùng được qua đây. Chúng ta nổi lửa lên, cho đây một cái chảo. Vừa đây dầu điều nè các bạn. Rồi chúng ta cho hành tím rồi riềng vô để mùi thơm đó. Wow, quả thật là riềng có một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Tiếp tục chúng ta sẽ cho cà chua nè. Dạ. Nấm chúng ta cho xào luôn đó. Wow đó. Xào với dậy mùi thơm một tí. Cái nồi nước dùng. Bây giờ thì một cái gia vị rất là đơn giản các bạn, nhanh gọn, đó là gia vị nêm sẵn Ajinomoto lẩu Thái. 1/5 lít nước chúng ta cho vào đây, một gói. Và không cần thêm bất kỳ một gia vị nào nữa. Đúng rồi, như vậy là đủ vị rồi. Thưa các bạn, đối với món này chúng ta nên dùng bún sợi to thì món ăn chúng ta sẽ ngon và hấp dẫn hơn nha các bạn. Đây, những bún sợi to này giống như sợi bún bò đó, chúng ta nhớ trụng trụng cho nó mềm trước. Nước sôi đây, chúng ta sẽ cho các loại rau vào là xong. Dạ. Rồi chúng ta cho lên đây. Ngon chất quá. Lượng luôn. Dạ. Hải sản nữa đi anh. Nhiều nè. Thì một em tôm để lên đi thôi. Wow, một cái rau mực. Rau mực. Rồi một muỗng canh sữa đậu nành. Sữa đậu nành. Chúng ta cùng cho một cọng ngò rí lên. Món này mà chúng ta thưởng thức cùng với lại trà sữa hoa đậu biếc là cũng rất là hấp dẫn á. Dạ anh Vũ ơi, nhưng mà thiếu. Thiếu gì nữa? Thiếu một cô gái Thái. Một điệu múa Thái để em vô thay đồ. Tô bún thơm nức mùi chanh, riềng hấp dẫn, thấp thoáng xanh xanh của rau muống, tôm mực thì săn giòn, thịt nghêu và bò mềm, thấm vị chua chua cay cay đã miệng, bùng nổ vị Thái chất ngất.